họp báo trước trận Việt Nam với Malaysia. Thầy Park phát biểu cực hay, chỉ với một câu đã khiến cả Malaysia câm nín. Tối ngày 24 tháng 12, đội tuyển Malaysia có chiến thắng 5-0 trước Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022. Trước đó, đội bóng của vị huấn luyện viên Kim Bon-won cũng đã giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar để có 6 điểm trên 2 trận, qua đó tạm dẫn đầu bảng đấu. Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ đối đầu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 27 tháng 12 sắp tới. Ngay sau trận thắng Lào, thầy trò huấn luyện viên Kim Bon-won đã bứt tốc bay sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu này. Cuộc đọ sức với đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng với Malaysia. Đây có thể coi là một trận chung kết của bảng đấu và là kết quả của cuộc so tài này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành vé vào bán kết của những chú hổ. Hiện tại Malaysia đang có lợi thế lớn khi mà Việt Nam có 3 điểm, nhưng đội bóng của vị huấn luyện viên Kim Bon-won đã chơi hơn một trận. Nếu như giành được kết quả hòa Mỹ Đình, Malaysia sẽ tiếp tục dẫn đầu. Trong trường hợp bại trận, họ sẽ mất ngôi đầu vào tay Việt Nam. Phát biểu về trận đấu với đội tuyển Việt Nam sắp tới, vị huấn luyện viên Kim Bon-won của đội tuyển Malaysia tự tin tuyên bố trước báo giới: "Chúng tôi đã có kế hoạch để đánh bại họ." Ông này cũng tỏ ra hết sức vui mừng khi đội bóng của ông ta đánh bại Lào 5-0 và vượt mặt Việt Nam ngồi trên đầu bảng. "Tôi hạnh phúc khi mà chứng kiến màn trình diễn của họ. Họ có thể hiện tốt và chứng minh được năng lực, nhưng tôi tin rằng đáng ra Malaysia có thể ghi được nhiều bàn hơn." Ông Kim Bon-won đã đánh giá, đội tuyển Malaysia rất nỗ lực trong hiệp 1 trong bối cảnh Lào đã chơi gắn kết và không cho chúng tôi nhiều khoảng trống ghi bàn. "Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã khuyến khích cầu thủ cần thể hiện nhiều hơn và khai phá được những kỹ năng tiềm tàng của mình và sau đó thì họ đã làm rất tốt. Tôi tin các cầu thủ của tôi sẽ tiếp tục duy trì được phong độ này và đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới đây." Trước sự tự tin của người đồng nghiệp cùng quê, huấn luyện viên Park vẫn tỏ ra rưng rưng. Tuy nhiên chỉ với một câu, ông đã khiến khắp Malaysia toát mồ hôi hột. Cụ thể, sau khi nghe ông Kim nói một hồi về mục tiêu đánh bại Việt Nam ngay tại sân nhà Mỹ Đình, thầy Park cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ có những bất ngờ cho Malaysia ở trận đấu này. "Các học trò của tôi đã sẵn sàng cho điều đó, nên nhớ chúng tôi đã phải luôn có một kết quả tốt trên sân Mỹ Đình." Hôm qua, huấn luyện viên Park đã sang tận Malaysia để tham dự khán trận đấu của đội tuyển Malaysia và Lào. Vì vậy, báo giới Malaysia đang tỏ ra hết sức lo lắng cho thầy trò Kim Bon-won trong chuyến làm khách lần này. Đội tuyển Malaysia chưa bao giờ thắng Việt Nam kể từ năm 2014. Sự át vía của các chiến binh sao vàng cũng khiến người hâm mộ nước bạn không mấy lạc quan với cơ hội của họ. Thắng Lào tới 5-0 tuyên bố hùng hồn trước Việt Nam là thế, nhưng trên thực tế, Malaysia vẫn có nguy cơ cao bị loại tại bảng này. Sau ngôi Á quân AFF Cup 2018, bóng đá Malaysia đã chìm sâu trong khủng hoảng. Họ đã tìm mọi cách để vực dậy các đội tuyển quốc gia. Nhưng sự nỗ lực ấy ngày càng chìm sâu vào vũng lầy thất bại. Sẽ không lạ nếu như đội tuyển Malaysia tiếp tục dừng chân từ vòng bảng AFF Cup 2022 với những trận đấu đáng quên. Sân vận động quốc gia Singapore ngày 19 tháng 12 năm 2021, đội tuyển Malaysia bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2020 với quyền tự quyết nằm trong tay. Họ cần giành trọn 3 điểm trước Indo, đội bóng cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ để đảm bảo một suất đi tiếp vào vòng trong. Xét về tương quan lực lượng, Malaysia được đánh giá là 1-9-1-10 với Indo. Bên cạnh người hâm mộ trong nước thì đội có biệt danh là những chú hổ còn được không ít khán giả Việt Nam ủng hộ. Nếu Malaysia có kết quả tốt trước Indo, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh phải gặp Thái Lan sớm ngay từ trận bán kết. Malaysia đã khởi đầu không tồi, họ đã có một bàn vượt tỷ số ngay phút 13. Nhưng đó cũng là một điểm số hiếm hoi của đội tuyển Malaysia trong trận đấu ấy. Những phút còn lại thì Indo hoàn toàn ở thế chủ động, họ lội ngược dòng với 4 bàn thắng nã vào lưới của đối thủ. Khép lại kỳ AFF Cup 2020 với thất bại ê chề, vị huấn luyện viên trưởng cũng đã từ chức. Nhưng người làm bóng đá Malaysia tìm mọi cách để đổ lỗi cho nhau. Lý do họ đưa ra nhiều nhất đó chính là Malaysia đã thi đấu thiếu bản sắc. Nội bộ của đội tuyển cũng đã rối tung vì những cầu thủ nhập tịch. "Chúng ta không cần những cầu thủ lựa chọn khoác áo đội tuyển vì tiền." Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia đã lên tiếng. Quả thực, những ông Tây trong đội tuyển Malaysia thì không giúp họ thi đấu khá hơn. Đội bóng này chỉ thắng 3 và thua đến 7 trận trong năm 2021. Sự đi xuống của các đội tuyển quốc gia khiến Malaysia quyết định thay đổi cách làm bóng đá. Học Tây không thay học bạn. Họ đã đi theo con đường của Việt Nam và Indo bằng cách chiêu mộ một vị huấn luyện viên Hàn Quốc là ông Kim Bon-won. Đội ngũ trợ lý làm việc trực tiếp với ông Kim phần lớn là người Hàn Quốc và được ông mang theo. Xét về hiệu số thống kê thì ông Kim đã làm rất tốt trên cương vị dù mới có một ít thời gian tìm hiểu bóng đá Malaysia. Họ đã thi đấu 12 trận trong năm 2022 trước thềm AFF Cup, thắng 9 và thua 3 trận. Malaysia đã vượt qua vòng loại để góp mặt vào vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng mọi thứ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngay trước thềm AFF Cup 2022, vị huấn luyện viên Kim Bon-won đã nhận tin dữ. Vì những mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Malaysia, đội bóng hàng đầu nước này đó chính là Johor Darul Tajim, người đã từ chối để cầu thủ của họ lên tuyển. Lý do là đội bóng này đưa ra AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên họ không phải bắt buộc phải nhà người. Ở thời điểm hiện tại, câu lạc bộ này thì vẫn mang một tầm vóc vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á.
người Malaysia nói hai đội bóng mạnh nhất quốc gia này đó chính là Johor Darul và đội 2 của câu lạc bộ này, bởi họ có một đội hình thi đấu song phẳng với những câu lạc bộ hàng đầu của AFC Premier League. Với việc Darul không cho các cầu thủ lên tuyển, vị huấn luyện viên Kim Pan-won mất tới 11 người, tương đương là một đội hình trong danh sách dự kiến. Điều đó khiến cho ông phải tính tới những lựa chọn kém chất lượng. Đây chính là điều khiến cho Malaysia đã thi đấu thiếu thuyết phục trong trận giao quân, nơi họ chỉ có thể thắng sát nút đội tuyển Malaysia. Một vấn đề khác của những chú hổ là việc huấn luyện viên Kim Pan-won đã lặp lại sai lầm cũ của người tiền nhiệm. Ông đã tiếp tục gọi lên tuyển những cầu thủ nhập tịch. Trong mắt của ông thầy người Hàn Quốc, cũng như là Liên đoàn bóng đá Malaysia, những cầu thủ gốc nước ngoài dường như vẫn chưa có sức hút lạ thường. Tuy nhiên, Lee Tuck hay là David Rowley không thể gây chú ý bằng cầu thủ Aguero. Cầu thủ có tên họ giống biệt danh của danh thủ Arriago của Argentina chưa thi đấu trận nào trong cấp độ câu lạc bộ trong năm 2022, nhưng anh ta vẫn được gọi đến tuyển. Thật lạ lùng khi mà một cầu thủ góp mặt trong đội tuyển quốc gia vì cái tên chứ không phải là vì trình độ thật sự. Anh là một phiên bản Malaysia, vốn là một tiền vệ, được thi đấu vào khoảng 20 phút trong cuối trận đấu với Myanmar. Huấn luyện viên Kim Pan-won đã đưa anh vào sân để phá thế đối trận của đối phương. Tuy nhiên, anh đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tuyến giữa của Malaysia liên tục bị dồn ép và nếu may mắn hơn, lẽ ra Myanmar đã bứa hòa ở trên chấm phạt đền. Dấu ấn duy nhất của cầu thủ này để lại đó chính là tấm thẻ vàng anh đã nhận được trong thời gian bù giờ của hiệp 2 sắp hết. Đây là một màn thể hiện dễ hiểu với một cầu thủ đã không thi đấu trong thời gian dài. Trận đấu với Lào, cầu thủ này đã thi đấu có phần khởi sắc khi ghi một bàn, nhưng thực chất mà nói, đá với Lào gần như là không thể đánh giá được điều gì với hàng thủ của Lào, khá là sục sậy. Sau một năm thì bóng đá Malaysia đã có một vị huấn luyện viên mới, một dàn cầu thủ mới, nhưng căn bệnh của họ vẫn chưa thay đổi. Cũng phải nói thêm rằng ông Kim Pan-won, một người có thể coi là một phiên bản châu Á của Radonjic. Ông Kim vốn là một nhà quản lý trên cương vị là giám đốc kỹ thuật, cố vấn đội tuyển Hàn Quốc. Nhiệm vụ chính của ông đó chính là dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Nói cách khác, Kim Pan-won không phù hợp để đáp ứng với mục tiêu ngắn hạn của bóng đá Malaysia. Về phía thầy trò ông Park, có lẽ ông đã quá quen với các trận đấu kiểu như vậy. Vấn đề là ông, tình trạng của cậu học trò cưng, Quang Hải. Tuy nhiên, đội ngũ y tế khẳng định thể trạng của Quang Hải và Hồng Duy vẫn đủ điều kiện để thi đấu với Malaysia. Cùng lúc đó, đội tuyển cũng đã chào đón sự trở lại của Bùi Tiến Dũng, cầu thủ vừa bình phục sau khi mắc COVID-19. Ở trận giao quân AFF Cup 2022, các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam thì không có nhiều cơ hội để phô diễn hết tài năng bởi đối thủ quá yếu và mặt sân cỏ tại Lào thì cũng không được tốt. Trước màn so tài với đội tuyển Malaysia, tiền vệ Hoàng Đức đã cho biết: "Tôi đánh giá cao đẳng cấp của Malaysia. Họ có rất nhiều cầu thủ được đôn lên từ SEA Games vừa qua và một số cầu thủ nhập tịch có trình độ chuyên môn tốt. Chắc chắn ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ đối phương và đã có những phương án hợp lý để giúp chúng tôi vượt qua Malaysia."